Mọi sự chú ý của những người yêu tennis trên khắp hành tinh sẽ được đổ dồn về nhà thi đấu Ojai ở London để dõi theo những cú đánh cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại Roger Federer. Tổ tốc hành sẽ sát cánh cùng với những cái tên từng một thời cùng anh thống trị làng banh nỉ như Novak Djokovic, Rafael Nadal và Andy Murray trong thành phần đội tuyển châu Âu để đối đầu với đội tuyển thế giới. Hai ngày thi đấu đầu tiên của Laver Cup 2022 sẽ diễn ra từ 19 giờ các ngày 23 và 24 tháng 9, trước khi ngày tranh tài cuối cùng được bắt đầu vào lúc 18 giờ ngày 25 tháng 9. Những diễn biến của giải đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh K+ Sport 1 bên cạnh chương trình bình luận đồng hành Tennis Cộng. Kính mời các bạn chú ý đón xem. Phía bên kia bờ Đại Tây Dương, thành phố Bắc Carolina cũng đang tổ chức một trong những sự kiện golf đồng đội quan trọng nhất trong năm nay, President's Cup. Đây sẽ là nơi mà đội tuyển Mỹ hướng đến việc bảo vệ chức vô địch trước sự thách thức của đội tuyển thế giới. Cùng với đó, chương trình đồng hành đặc biệt Golf Cộng cũng sẽ có lần đầu tiên được lên sóng với những câu chuyện bên lề và phân tích chuyên sâu trong suốt 4 ngày thi đấu. Tất cả đều có trên kênh K+ Sport 2. Với ngày thi đấu thứ hai sẽ bắt đầu vào lúc 0 giờ đêm nay 23 tháng 9.